Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình quay clip khóm của mình cho các bạn xem nha. Đây là vườn khóm của mình tự trồng nè. Đó. Này mình trồng để dành ăn thôi, chứ không có nhiều. Khoảng 2 thiên khóm nè các bạn. Các bạn thấy vườn khóm mình tốt không? Thì khóm này mình mua giống khóm ở Tắc Cậu về đó các bạn. Khóm Tắc Cậu nổi tiếng rồi đó giờ đó. Này mình đã thu hoạch hết một đợt trái rồi, giờ nó sắp sửa ra trái lần thứ hai. Để mình quay cái bông khóm con cho các bạn xem. Đây là khóm con nè, nó mới vừa lớn lên nè. Bạn nhìn thấy nó đẹp không? Hiện giờ thì cái vườn khóm của mình thì nó lên cũng, nó ra trái cũng chưa có nhiều mấy, tại vì mình mới đổ khí đá cách đây khoảng nửa tháng vậy đó hả. Nó ra cũng lai gai, thì vậy mình nó ra lai gai thì mình ăn nó cũng kịp, để nó ra nhiều quá mình ăn không kịp. Đây nữa nè các bạn, trái này thì nó cũng đã bự rồi, nói chung là cũng nhiều lắm, nó ra trái lai gai cũng nhiều lắm. Cái này cỏ quá mình không có rảnh đây mà mằn cỏ nữa, giờ bận mình không có được rảnh đi làm cỏ. Nhất là dây bồng bông này, dây bồng bông này là khó làm nhất mà nó rất là thích khóm luôn, chỗ nào có khóm là có dây bồng bông nhiều luôn. Mình mua khóm giống khóm Tắc Cậu về đem về trồng trái cũng bự lắm nha các bạn, trái bự là từ 1,5 kg ăn lên đó. Thì đối với khóm này á, thì nó rất là nhẹ công chăm sóc. Nếu như mà các bạn mà trồng để gia đình mình ăn á, thì nói chung là nó không có xịt thuốc men gì hết á. Chỉ các bạn bón phân cho nó thôi à. Rất là nhẹ công chăm sóc. Trái ăn thì rất ngọt nha các bạn. Mới các bạn nào có từng ăn khóm vườn á, thì các bạn biết cái vị khóm của nó như thế nào. Nhưng mà các bạn mà mua mà khóm ở dựa đâu đó, ở chỗ sạp người ta bán, bạn mua về mà ăn nó không có được ngọt đâu. Bởi vì lúc người ta sắn đem vô bán là lúc nó sắn nó còn xanh. Rồi người ta đem vô bán từ từ nó mới chín. Còn như mà bạn mà ăn tại vườn á, khóm mà chín đó ha. Các bạn mà sắn vô mà gọt gọt ăn liền á. Nó ngọt như lắm các bạn, nó ngọt mà nó lại giòn nữa. Đó mà thật sự là ngon đó. Sẵn đây thì mình muốn chia sẻ với các bạn nào mà có muốn trồng khóm để ăn trong gia đình á, thì mình cũng chỉ các bạn luôn để mà mình lựa cái giống khóm con cho nó tốt, mình trồng cho nó mau có rễ, mau có rễ nó mau mau tốt ha. Đây nè, đó, bạn thấy không? Khóm con nè, khóm này là khóm con nè. Đó mình trồng là mình lấy cái con khóm này mình đem đi đi đi, đi dăm mình trồng nè. Đó. Con này còn nhỏ nha. Cái trái này nó già chín á, tới nó chín mình sắn cái trái này đi rồi mình bẻ con này lại, mình đem đi mình dăm. Rất là tốt, rất là mau có ra rễ luôn. Hồi xưa hồi hồi, hồi đó mình đi mua khóm con là mình đâu có biết là khóm con như thế nào, mua sao để mà mình trồng cho nó mau tốt đâu. Người ta nói loại chỗ người ta mua, người ta nói khóm con nó héo héo trồng nó mới mau ra rễ. Mà khóm nhỏ trồng nó mau tốt hơn khóm bự. Khóm con bự trồng nó chậm hơn khóm con nhỏ. Mình cũng nghe lời người ta, mình mua đem về mình trồng. Mình dăm xuống nha, nói chung hơi lâu đó các bạn. Khoảng từ 20 đến 25 bữa gì đó nó mới có rễ. Mà nó ra không có đều nữa, nó lên không có đều nữa. Khóm nhỏ thì nó lên yếu hơn khóm bự, cái khóm con bự. Vậy các bạn mua các bạn nhớ lựa cái khóm con này nè. Càng bự nó càng tốt. Mà nó càng mới thì nó cũng càng tốt luôn, chứ đừng có lấy khóm héo. Như là người ta nó lấy khóm héo đem về dăm nó mau ra rễ thì chắc nó không bằng đâu các bạn. Cái này nó còn tươi nè, bạn dăm nó rất là mau tốt luôn. Tại họ bán họ muốn bán cho được, và họ nói như sao họ nói để mà họ bán được thôi.
chứ thật sự á thì nó không có đúng như là người ta nói. Lúc đó mình cũng chưa có hiểu gì về khóm, chưa có biết về khóm, mình cũng chỉ đi mua về đặng mà trồng ăn thôi. Mình mua nó khoảng 3 thiên mà đem về mình dâm lại chắc còn cả khoảng 2 thiên. Nói chung lúc đó mình cũng chưa có kinh nghiệm gì mấy, mình chăm sóc không có đúng kỹ thuật thì mấy, thì cho nó cũng bị hao hụt. Mấy cái này cỏ quá cỏ, mình không có rảnh, không gà mình không có rảnh, mình đi dọn cỏ mé nè. Nó thì từ khi mà nó có trái này ra trái tới nó chín này chắc khoảng tầm khoảng 4 tháng đó các bạn. Nhưng mà nó 4 tháng mình thấy là quay lại bên thấy cũng mau lắm, mình cũng không có đếm nữa thì cũng nghe người ta nói gì đó, nhưng mình cũng không có đếm, mà mình độ chừng cũng thấy cũng cỡ khoảng đó. Đây nè, đây là không không còn là mình dâm nè, các bạn thấy tốt không? Quá tốt luôn phải không? Đó. Khóm này mình sắn trái đem vô mình bẻ con là mình dâm xuống đây. Đó các bạn thấy không? Mình dâm một cái mình tưới nước thường xuyên. Nó rất là mau tốt luôn. Cây nào nhỏ, không còn nhỏ thì nó lên cây nhỏ. Đó. Mình thấy không? Ngọn cây bự bự nè. Không còn bự thì nó bự gì nè. Đó. Như cỡ này á. Ừ, cỡ này là các bạn sắn chiếc ra đi trồng là được rồi nè. Còn như các bạn mà có nền sẵn luôn á, có đất vườn sẵn luôn thì các bạn mua, chỉ cần mua khóm con vậy, các bạn phân chia ra mình trồng kích cỡ bao nhiêu đó, khoảng 4 tấc 5 tấc gì đó là mình dâm thẳng xuống luôn, rồi mình trồng luôn, mình khỏi nữa, mình khỏi bứng lên mình chiết em đi trồng lại. Đó như cái này nè, nó còn thấy không, như này là mình bẻ khóm con ra cái mình trồng xuống luôn à, trồng xuống là nó lên luôn à, nữa mình khỏi bứng ra mình đi trồng lại. Đó mà giờ trồng nhiều quá không ăn chắc không hết luôn á, tại ham mà trồng ra vậy đó. Khoảng cách khoảng 5 tấc các bạn, thưa thưa đi nữa là mình vô mình sắn trái cho nó dễ, chứ mình trồng dày quá nữa mình càng vô khó lắm, nặng lắm. Lúc trước mình không biết mình trồng đâu khoảng 4 tấc nè, giờ nó cũng dày quá, nó cao lên gì nè, nó cao lên mình vô cái mức tới cổ luôn á, luồn vô mình sắn trái đó. Cái này mình đổ khí đá rồi mà nó chưa có ra trái nè. Các bạn nào có muốn trồng khóm để ăn á, có gì không biết thì hỏi mình nha. Mình sẵn sàng tư vấn cho các bạn. Mình biết gì mình chỉ các bạn đấy. Nói chung là trồng khóm rất đơn giản. Lúc đầu mình cũng nghĩ là nó khó lắm, mình cũng không biết trồng sao, mình chỉ tưởng tượng thôi, mình cũng không biết trồng nó làm sao, nhưng mà không ngờ tới chừng đem về trồng thì nó rất là dễ. Xin chào các bạn nha. Để bán vòng vòng cho bà con người ta ăn. Bắp hai sao? Hai không có nhiều mà chia cho bắp hai vậy. Ở đây ta chạy ra tới ngoài Sao Gô ngoài người ta đi mua về người ta ăn. Ở đây gần bán cho bà con người ta ăn. Nhiêu trái đâu? Mười mấy trái gì?
Các bạn thấy một khuẩn khóm con này không? Đó, không thấy không? Thấy nó nhỏ xíu gì đó, nhưng mà một thiên khóm này các bạn. Rồi bây giờ dâm giờ nó bự lên gì giờ không biết trồng ở đâu luôn bây giờ đây nè. Ham thì dâm xuống gì đó rồi bây giờ không biết trồng chỗ nào luôn, giờ không còn chỗ trồng nữa, mà trồng ra nữa cũng ăn không nổi luôn các bạn. Ăn cả mùn chắc bưng nguyên cái hàm răng đi luôn á. Chỉ cần ghim đại xuống mình tưới nước thường xuyên là tự động nó sống. Nó dễ dữ lắm các bạn ơi, nó dễ trồng vô cùng luôn.